Ông đang để số phụ và số này nó chỉ chạy một tốc độ cố định thôi. Dương đang ngồi trong nhà khi nghe thấy tiếng công nông đầu dọc là chạy ra ngoài luôn và phát hiện là có một chiếc công nông đang chuẩn bị bốc cống ở bên cạnh nhà Dương. Bây giờ Dương đi vào xem nhá. Bố nhìn xa thấy chiếc công nông đầu dọc này có một cái mái che đấy Dương ơi. Đi chạy sang đi. Sang không? Hiện nay chiếc công nông đầu dọc này thì rất là phổ biến ở những cái vùng nông thôn. Rồi ngoài việc vận chuyển hàng hóa ra thì chiếc công nông này người ta còn dùng làm máy cày, máy bừa nữa. Cho Dương ngồi lên buồng lái của ông đấy. Chiếc công nông đầu dọc này ông đã chế thêm một chiếc máy che nhá. Chiếc máy che. Chiếc máy che này hơi bị nát rồi, ông phải thay khác đi, xấu quá. Ngoài việc làm cái đầu kéo xe ra thì chiếc công nông đầu dọc này người ta còn dùng để cày và bừa. Đấy. Khi cày và bừa thì cần tháo chiếc thùng đằng sau ra và lắp thêm lưỡi cày đằng sau, thế là đã thành một chiếc máy cày rồi. Tí nữa ông cho cháu ngồi một đoạn nhá. Tí nữa ông bốc qua cống xong cho Dương ngồi một đoạn. Dương rất thích những công nông. Một chiếc xe công nông này bây giờ nếu mà mua mới thì khoảng bao nhiêu tiền ông? Cày vừa đủ nó là khoảng 22 triệu đó. 22 triệu là chưa có thùng chứ? Hay là cả thùng rồi? Một chiếc công nông tự chế của Việt Nam này nếu mua mới nó khoảng 22 triệu bao gồm này, một chiếc đầu nổ này, một chiếc gọi là chiếc cày ấy chứ mới phải công nông. Đây là chiếc máy cày đúng hơn. Chiếc máy cày này tổng thể của nó thì gồm 22 triệu bao gồm đầu nổ này, một chiếc thùng đằng sau này và kèm theo một lưỡi cày và một lưỡi bừa nữa đúng không ông? Máy cày và bừa đủ hết đấy. Đúng rồi. Khi mà dùng chiếc đầu nổ này để đi cày đi bừa thì người ta phải lắp chiếc bánh khác vào. Chiếc bánh gọi là bánh lồng thì mới chạy được trên ruộng. Nếu mà lắp cái bánh lốp này thì không thể chạy được trên ruộng thì bởi vì nó sẽ lún xuống, không thể đi được. Hả? Mang cái đồng nào? Dương còn nhớ các bộ phận của chiếc máy cày này không? Đấy là cái gì đấy? Giới thiệu nào? Đúng rồi, Dương đang cầm đấy là chiếc cần số nào. Cái đấy là cái gì đấy? Cái đấy là cái côn. Rồi. Còn hai cái này ngày trước bố giới thiệu cho Dương là cái phanh thì không phải đâu nhá. Đây là cái điều hướng. Đấy, muốn sang trái sang phải thì người ta bóp vào đấy. Còn phanh như này chỉ có duy nhất một cái phanh ở chỗ chân Dương thôi. Chỗ chân con mà. Đấy, duy nhất cái phanh đấy thôi. Còn hai cái tay phanh này không phải là phanh trước đâu. Đây là cái điều hướng để lái xe đấy. Còn cái Dương đang cầm đó là cái tay côn. Đây là cái cần số này. Ừ. Ông ơi, chiếc máy cày này có mấy số? Sao nó nhiều, thấy nhiều ngăn thế? Có mỗi cửa 2 số. Một số tiến, một số lùi ạ? Nó tầm nhanh, tầm chậm. Cửa là 2 số. Mỗi cửa là 2 số. 6 số nữa thế. Và nhanh 3 chậm đấy. Lùi. Thế có một cửa lùi thôi ạ? Một cửa lùi. Cái kiểu như số phụ ấy. Số phụ. Đúng số phụ tôi luôn. Vâng. Tôi số phụ nó đi chậm thế. Vâng. Số nó, khi mà sử dụng số phụ nó đi như kiểu gang ti nó cứ đi từ từ vậy. Vâng. Cái này cứ cái thế nào thì không bao giờ nó dùng, nó cứ quay thôi. Nó chỉ đi một tốc độ cố định thôi. Ừ. Nếu mà sử dụng cái số phụ ấy ạ.
Lát nữa cho Dương ngồi một đoạn nha Dương nhá. Dương thích không? Ông mua một cái cống đấy à? Đang làm cái chỗ. Chiếc thùng này có thể chở được một khối lượng hàng hóa là lên tới hàng tấn đi chứ. 7 tấn cát đấy. Vâng. Phải hơn tấn. À, bây giờ tại nông thôn, nhất là khu vực miền núi thì hầu như nhà nào cũng có một chiếc máy cày để thay cho những con trâu. Bởi vì chiếc máy cày nó có rất nhiều tác dụng. Đây là một tác dụng này, đây là chiếc phân, chở lúa, chở các thứ. Vâng. Có như ngày xưa mà gánh nó đâu, bây giờ bảo gánh cái gì thì chịu rồi. Nhưng bảo đi gánh cái gì đâu, chỉ có mang máy mà chở thôi. Ngày trước thì các bác nông dân phải gánh phân, gánh lúa, nhưng bây giờ thì hầu như là không ai làm cái việc đấy nữa, mà thay vào đó là dùng chiếc máy cày này. Rồi tí nữa ông cho ngồi một đoạn, lo gì. À Dương xuống tìm cho bố trong cái ấy đâu, cái tay quay đâu để ông cất ở đâu, đố Dương tìm vào đấy. Xem nào, xem gì là Dương tìm xem nào, tay quay ông để đâu. Chắc là ông để trên thùng xe rồi. Cái tay quay. Đấy, ông để trong hộp đồ đấy chứ không phải là để đây. Dương xem ông quay nhá. Con đứng đằng kia, đằng kia. Con đứng đằng trước đây để xem. Không sợ. Sợ cái gì? Đấy, ông đang quay đây. Nào, Dương lui ra nào, để ông ra nào. Đấy. Dương đứng đấy, đứng đấy, con đứng đấy. Rồi. Con đứng ở đấy nhá. Con lên nào. Cho cháu ngồi một đoạn. Nhưng con ngồi được không? Con bám được không? Lại này. Lại này. Lại này đấy. Đó, ông cho ngồi một đoạn. Trèo lên thôi. Đi đâu? Con này bám chắc rồi nhá. Bám tay vào đằng sau kìa. Đó, ông đi chậm thôi được rồi. À, Dương đang ngồi trên chiếc máy cày của ông để trải nghiệm một đoạn đường. Dương đang lái này. Ông đang để số phụ và số này nó chỉ chạy một tốc độ cố định thôi. Thôi, thôi dừng thôi để ông còn về nhá. Thôi chào ông đi. Rồi, cho chào ông. Tôi thấy đâu mà ông còn đi về là ông làm việc nhá. Hôm nào lại đi tiếp. Cái gì con? À, nhà ông á, nhà ông bình thường. Bây giờ nhà nào cũng có cái máy cày này chứ không phải là nhà giàu mới có máy cày đâu. Rồi. Máy cày này để thay trâu để làm những cái việc ví dụ như cày bừa hoặc là chở hàng hóa. Thôi mình đi về đâu con ơi. Hôm nào gặp bố lại cho Dương đi nhá. Thiếu gì cái máy cày ở quê Dương là miền núi thì máy cày rất là sẵn. À, ở miền núi cũng đầy máy cày hơn. Ừ, nhà nào cũng có máy cày. Mỗi mình là đi, bố mẹ làm cán bộ thì không có máy cày, còn các bác nông dân nhà nào cũng có. Thôi đi về thôi. Bố thì có 2 chiếc máy. Ừ, một chiếc máy cày này nó đắt bằng một chiếc xe máy đấy mà, hơn 20 triệu. Xe tải có
đắt hơn. Ừ, xe tải đắt hơn. Xe tải đắt hơn mấy cây.